Hồng Sơ đang bán vé, nhớ ra đây mua vé ủng hộ sân khấu 126 Rock rất là vui. Quậy banh chành trời đất các bạn ơi. Chị hôm nào xong bán nha, với mấy bạn VTV. Mua vé chưa? Rồi vé em chuẩn bị sẵn nha chị. Không, đưa cho các bạn Minh. Anh em sẽ gọi cho anh Minh, em để sẵn nha anh rồi. À, là anh tới đây lấy đúng không? Ok. Để anh giới thiệu chị với mình ra bên đây ba nữa. Không sao. Chứ cho tự nhiên. Ok không, em báo nó biết chị tới. Tại vì cái mình chuyển đâu có tập gì đâu không? Tập là... À, chị không, à, sau ngày sang là ba la sái, chị tập của thằng cá chứ. À ok. Trời ơi, gần gần ở đây xong mà tối hát ở đây trước không? Tối chị hát mấy giờ ở đây à? Chị đầu tiên 6 rưỡi chị. 6 rưỡi chị hát rồi, để 8 giờ chị hát cải lương rồi, ok. Yeah. Mâu thuẫn dễ sợ. Chào đồng chí. Đây là bên, ở bên VTV gì? Oh, ok, đang làm cả đài truyền hình. Đó. Giai đài truyền hình. Thank you.